Thưa quý vị, 2 tháng sau khi căng thẳng biên giới giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ, lượng hàng hóa Trung Quốc tại khu vực phía Bắc Ấn, cụ thể là tại thành phố Gorakhpur, đã giảm mạnh do người dân nơi này tiến hành tẩy chay hàng Trung Quốc. Vào hồi cuối tháng 8, khi xung đột biên giới phía Bắc thuộc dãy Himalaya giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã tạm ngưng, cũng là lúc chủ nghĩa yêu nước của người Ấn lại tăng lên nhanh chóng. Cụ thể, nhiều nhóm theo chủ nghĩa dân tộc yêu nước đã đi khắp Ấn Độ và kêu gọi người dân tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. Và dường như việc này đã tạo ra được tác động thực sự. Ở khu vực phía Bắc Ấn, trước thềm lễ hội ánh sáng Diwali, doanh số bán hàng hóa Trung Quốc đã sụt giảm mạnh do người dân tẩy chay không mua đồ Trung Quốc. Bởi vì vấn đề xảy ra giữa Trung Quốc và Ấn Độ nên chúng tôi quyết định sẽ không mua dù chỉ một sản phẩm Trung Quốc, chúng tôi sẽ chỉ mua hàng Ấn và đưa nền kinh tế Ấn đi lên. Do lễ hội ánh sáng Diwali tới gần, nhu cầu mua sắm các vật dụng món đồ để thắp sáng hay trang trí ánh sáng trên khắp Ấn Độ là rất lớn. Nhưng năm nay, những món hàng này từ Trung Quốc đã bị đẩy ra và không thể bán được. Doanh số bán hàng Trung Quốc năm nay đã giảm khoảng 70-80% và chúng tôi đang cố gắng bán nốt số hàng tồn để hồi vốn một chút. Theo dự đoán, doanh số hàng Trung Quốc bán ra trong lễ hội năm nay sẽ giảm tới khoảng 45% trên toàn nước Ấn.